giấy tặng nguyễn trung dân phòng khách một căn biệt thự ngoại ô khu dân cư mới cực kỳ sang trọng nhưng cầu kỳ kiểu cách khiến người ta phải e dè hơn là cảm thấy thân thiện thoải mái khách là một người đàn ông miền nam giọng sởi lởi chủ là một phụ nữ trẻ khoảng ba mươi tuổi giọng hà nội chuẩn đẹp như một cựu hoa hậu vẻ mặt lạnh băng đây là lần đầu khách được giới thiệu đến đây đã được thông tin đầy đủ nên ông không ngạc nhiên khi bị một nhân viên bảo vệ mặc thường phục vuốt ve toàn thân qua một lượt và đề nghị ông tắt điện thoại di động giao anh ta tạm giữ trước khi vào nhà sau vài câu chào hỏi thông báo về những mối quen biết nhằm tạo cảm tình và sự tin cậy khách hỏi ông anh tuổi gì ạ mặt hoa da phấn chỉ khẽ nhếch mép hỏi để xem có hạp tuổi không à khỏi đây không quan tâm chuyện đấy làm ăn chỉ cần chữ tín sòng phẳng đúng luật thưa không tôi chỉ muốn khách ấp úng chủ nhà ra vẻ hiểu biết nhờ thầy tìm hiểu thêm về tính tình sở thích phải không chẳng việc gì phải giấu nhà tôi tuổi con trâu số vất vả lắm bà ta chợt cười như cho chính sự dối trá thô thiển của mình rồi tiếp bằng giọng nửa đùa nửa thật không phải tuổi con chuột mà nói con trâu để nhận được quả đúc bằng vàng to bằng con thật như trong chuyện cười dân gian đâu nhé. Đây không cần vàng, chỉ cần giấy thôi. Nào, anh muốn gì xin cứ nói thẳng, giúp được hay không tôi sẽ trả lời ngay. Khách thấy lạnh sống lưng vì sự thẳng thắn của chủ, ông nói rõ mình đang cần gấp một tờ giấy phép. Chủ chăm chú vừa nghe, vừa ghi chép vào một cuốn sổ nhỏ, rồi xin phép lên gác gọi điện thoại sẽ trả lời ngay chỉ trong chốc lát bà đã quay xuống mỉm cười cái giấy này là chuyện nhỏ thôi nhưng không phải dễ vấn đề là phải đúng người anh có đem đủ hồ sơ theo không dân đây ạ à. chủ đỡ lấy bộ hồ sơ xem qua từ đầu đến cuối đầy đủ rồi anh cần gấp phải không ok giấy phép sẽ có sau 2 ngày hoặc có thể sớm hơn được chưa khách mừng rỡ nếu được vậy thì tốt quá thưa chị chúng tôi rất cảm ơn đây không cần ơn nghĩa Sáng mai anh cứ đến bộ nộp hồ sơ này Khi nào có giấy phép tôi sẽ gọi anh đến bộ ký nhận Lấy xong buổi tối cũng tầm này Anh cầm đến đây 7.000 đô Tôi nhắc lại 7.000 đô Anh đồng ý không Khách hơi khựng người 120 triệu cho một tờ giấy phép Mà khách tin mình hoàn toàn hợp lệ để được cấp Vấn đề là không biết sẽ bị ngâm trong bao lâu Với loại hàng hóa thời vụ này Trễ chỉ có nước húp cháo Ông lại mang ra không đủ tiền vì trước đây giá của loại giấy phép này chỉ chừng 50 triệu, không hình dung chữ ký thời lạm phát lại tăng giá đến chóng mặt như vậy. Chủ cười nhẹ nhàng, anh không đồng ý thì cứ mang về, không có vấn đề gì. Khách vội vã gật đầu, dân tôi đồng ý ạ, à, nhờ chị nói anh giúp cho. Chủ vẫn cười duyên dáng, vậy là tốt cho anh, đi lòng vòng sẽ lâu hơn và tốn hơn đấy. Hồ sơ nộp sáng hôm trước, Đầu giờ chiều hôm sau khách nhận được điện thoại của chủ mời lên bộ nhận giấy phép với lời nhắc sẽ chờ ông vào buổi tối. Thấy việc quá dễ dàng nhanh chóng và chưa kịp chạy vay tiền ông lấy 50 triệu bỏ trong phong bì dán kính đem đến nhà chủ. Hy vọng sẽ nói khó để được thông cảm. Vẫn anh chàng nhân viên bảo vệ mặc thường phục đón ông nhưng không mời vào. Bà có việc đi vắng đột xuất bảo ông anh có gửi gì cứ đưa cho em được rồi. Khách ngần ngại một chút rồi lấy phong bì ra viết thêm vài dòng bên ngoài đưa cho bảo vệ kèm thêm tờ 500.000 mời anh ta uống cà phê em nói bà vui lòng nhận cho anh chỉ có chừng này đến Tết anh sẽ có quà cho ông bà khách vừa về đến khách sạn chưa kịp thở phào đã nhận được điện thoại của chủ giọng lạnh tanh mời anh đến nhận lại tiền ngay trong vòng một giờ nếu anh không đến tôi sẽ gọi công an nộp cho họ tiền anh đưa hối lộ không đợi trả lời chủ cúp máy khách bương bã chạy đôn chạy đáo đến vẫn là bà chủ trông thật sang trọng quý phái nhưng giọng nói đầy giận dữ bà ném ra cái phong bì này anh nghĩ sao mà dám đưa tôi cái phong bì này hôm nọ tôi nói đi nói lại hai lần anh nghe không rõ à hay anh nghĩ đây là chuyện có thể đùa bỡn muốn đưa bao nhiêu thì đưa dạ dạ khách ấp úng tôi xin nói rõ chúng ta đều bình đẳng như nhau ở đây không hề có chuyện tham ô hối lộ anh là nhà sản xuất làm ra hàng hóa anh làm ra cái gì thì có quyền bán cái đó để lấy tiền bỏ túi nuôi vợ nuôi con đúng không dạ đúng ông chồng tôi làm ra giấy thì cũng có quyền bán giấy y như các anh bán hàng hóa của mình cũng như ai làm ra ghế thì có quyền bán ghế thuận mua vừa bán tiền nào của nấy tất cả đều đã có ba rem làm cái giấy này cho anh chỉ mất có một ngày anh nghĩ là quá đơn giản chứ gì nhưng phía sau đó là bao nhiêu năm lăn lộn quan trường là bao nhiêu mối quan hệ dọc ngang trên dưới anh có biết không? Khách toát hết mồ hôi dù đang ngồi giữa mùa đông Hà Nội. Chủ cũng đã lấy lại sự bình tĩnh, lạnh lùng. Anh cầm tiền của anh về đi. Là giấy phép đấy, tôi biếu. Khách rung rẩy móc ra bảy sắp tiền đô vừa đi vay, chưa kịp bỏ phong bì. Dạ, tôi đã có tiền đây thưa bà. Chủ đổi ngay nét mặt. Tốt, làm ăn phải chữ tính như vậy mới được. Có lẽ đây là lần đầu nên anh chưa hiểu hết về chồng tôi. Ông ấy tuổi sửu, vất vả cày bừa làm nô bọc cho người ta cả một thời tuổi trẻ rồi giờ phải có quyền nghỉ ngơi hưởng thụ một tí thú thật tôi hơi ngạc nhiên về anh đấy mặt anh sáng và vượng thế kia sao lại nở xử sự, sự như vậy chồng tôi mới lên chúng ta còn gặp nhau nhiều mà phải nương nhau mà sống thôi anh ạ à. khách lủi thủi đi về cay đắng nghĩ có lẽ do ghế đã lên giá trước nên mới kéo theo cái vụ tăng giá giấy này Giá mà ai cứ ngồi chỗ nấy Đã no rồi thì sẽ nhẹ tay hơn Đỡ cho dân tình biết bao Trời Hà Nội rét đậm Càng làm khách thấy lòng thêm buốt giá Câu chuyện này tôi viết gần như đúng 99% Những gì được nghe kể Từ một ông bạn là doanh nhân Dù người ta vẫn mỏi mắt đi tìm bằng cớ tham nhũng Việc ăn hối lộ giờ đây Có vẻ như đã là chuyện bình thường câu nói gây ấn tượng nhất đối với tôi là từ quan bà ông chồng tôi làm ra giấy thì cũng có quyền bán giấy y như các anh bán hàng hóa của mình tôi không nghĩ có nhà văn nào giấy tặng nguyễn trung dân phòng khách một căn biệt thự ngoại ô khu dân cư mới cực kỳ sang trọng nhưng cầu kỳ kiểu cách khiến người ta phải e dè hơn là cảm thấy thân thiện thoải mái Khách là một người đàn ông miền Nam, giọng sởi lởi. Chủ là một phụ nữ trẻ, khoảng 30 tuổi. Giọng Hà Nội chuẩn, đẹp như một cựu hoa hậu, vẻ mặt lạnh băng. Đây là lần đầu khách được giới thiệu đến đây. Đã được thông tin đầy đủ nên ông không ngạc nhiên khi bị một nhân viên bảo vệ mặt thường phục vuốt ve toàn thân qua một lượt.